Quang lê gặp lại đa nguyên sau 2 năm nói rõ rằng chuyện hẹn hò hà thanh xuân bị đa nguyên đặt nghi vấn hẹn hò với hà thanh xuân quan lê vội phủ nhận mới đây kênh youtube của nữ ca sĩ hải ngoại hà thanh xuân đã đăng tải một clip quay lại cuộc hội ngộ giữa cô quan lê ca sĩ đa nguyên và đạo diễn cường ngô tại một quán trà đài loan ở mỹ quan lê gặp đa nguyên và hà thanh xuân trong clip các nghệ sĩ đều tỏ ra vui mừng hồ hởi khi được gặp lại nhau Họ cùng trò chuyện hàng huyên, ôn lại chuyện cũ và ăn chè đầu đỏ, Hà Thanh Xuân nói. Xin chào mọi người, hôm nay tôi cùng anh Quang Lê đi ăn với một nam ca sĩ đẹp trai nhất showbiz Việt, đó là Đan Nguyên. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp anh Đan Nguyên và anh ấy vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào. Ngoài cạnh chúng tôi còn có nam diễn viên, đạo diễn tài năng Cường Ngô. Quang Lê tiếp lời Hà Thanh Xuân. Nếu tôi nhớ không nhầm thì phải 2 năm rồi tôi mới được gặp lại Đan Nguyên, Cường Ngô và nhiều bạn bè mình bên Mỹ. Còn Hà Thanh Xuân thì gặp quá nhiều rồi nên thôi không nói nữa. Cứ ở gần Đan Nguyên là tôi sẽ gậy đi ngay vì tôi coi Đan Nguyên như một hình mẫu model để học theo. Tôi hy vọng trong live show sắp tới, Đan Nguyên sẽ mời tôi, Hà Thanh Xuân và Mai Thiên Vân tới hát. Quan Lê tình tứ đút chè cho Hà Thanh Xuân tiếp đó quang lê còn tình cảm đút chè cho hà thanh xuân ăn khiến đa nguyên phải thốt lên trời ơi nhìn hà thanh xuân được quang lê đút cho mà ăn với ánh mắt mơ màng luôn tôi mới nghe trên mạng có tin đồn quang lê và hà thanh xuân cặp kè với nhau nên tôi muốn biết thật hư tin đồn ra sao lúc này quang lê vội phủ nhận tin đồn và đổ lỗi cho trợ lý hai đứa chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết thôi không có chuyện yêu đương gì hết không phải như tin đồn mọi người nghĩ đâu nhé đạo diễn cường ngô ngoài cùng bên trái rồi ở đây là do trợ lý của tôi, hôm đó tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi một chuyến với nhau tại Kiên Giang, trợ lý của tôi quay lại clip rồi giật tiếp là Quang Lê đưa người yêu đi chơi nên mọi người hiểu lầm. Tôi và Hà Thanh Xuân là anh em trong nghề, rất thân nhau nhưng chỉ là tình đồng nghiệp, không có gì hết, tôi coi Hà Thanh Xuân như người em gái. Phía dưới clip, rất nhiều khán giả tỏ ra hào hứng, thích thú vì được nhìn thấy hình ảnh đời thường của Đan Nguyên, nam ca sĩ điển trai, nam tính khiến nhiều người mê mẩn. Được biết Đan Nguyên và Quang Lê ngoài đời khá thân thiết với nhau và từng xuất hiện cùng nhau trong nhiều clip hậu trường khi đi lưu diễn các nước.